Sau cuộc binh biến lưng chừng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi những hành động gần đây của tập đoàn Wagner và nhà lãnh đạo Yevgeny Prigozhin là sự phản bội, sẽ bị trừng phạt. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa Tổng thống Vladimir Putin với tập đoàn Wagner và nhà lãnh đạo Yevgeny Prigozhin có thể có những tác động to lớn đối với châu Phi, vì quân đội Wagner đang hoạt động ở một số quốc gia châu Phi, bao gồm cả Mali và Burkina Faso. Lúc đầu, sự hiện diện của họ thường chỉ là tin đồn. Sau đó, nó là một bí mật mờ. Hàng nghìn lính đánh thuê thuộc tập đoàn Wagner của Nga đang hoạt động tích cực tại một số quốc gia châu Phi. Ví dụ, tại Cộng hòa Trung Phi, 1.890 người được gọi là người hướng dẫn Nga đang hỗ trợ quân đội chính phủ trong cuộc nội chiến đang diễn ra, theo đại sứ Nga. Tại Libya, có tới 1.200 lính đánh thuê Wagner được cho là đang chiến đấu cho phe của thủ lĩnh phiến quân Khalifa Haftar. Tại Mali, chính quyền quân sự thân Nga chống phương Tây cũng đã đưa hàng trăm chiến binh Wagner vào nước này. Ở đó, họ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhưng các chuyên gia cho biết sự hiện diện của tập đoàn Wagner ở châu Phi còn mở rộng hơn nữa. Bản thân Wagner đã phát triển theo thời gian với tư cách là một tổ chức, không còn là một thực thể hợp đồng quân sự tư nhân thuần túy, mà thành một tập hợp nhiều liên minh và quan hệ kinh doanh, cũng như một mạng lưới các công ty. Một trong số họ là công ty bình phong trên khắp các quốc gia mà họ hoạt động ở châu Phi. Nhà phân tích Julian Rademacher nói với DW gần đây tại hội nghị an ninh Munich, họ hoạt động trong vùng xám hợp pháp này, giữa các hoạt động bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp, hợp pháp hơn, và họ vượt qua những hoạt động đó khá hiệu quả. Sudan, chìa khóa châu Phi của Nga. Sudan từ lâu đã là trọng tâm đặc biệt của lính đánh thuê Wagner, và có rất nhiều người trong số họ ở đó. Quay trở lại thời kỳ cai trị của nhà độc tài Omar al-Bashir, người nắm quyền từ năm 1993 đến năm 2019, giấy phép đã được cấp cho công ty Nga, M-Invest, có lẽ nằm dưới sự kiểm soát của các nhà tài phiệt, bao gồm cả ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin. Điều này dẫn đến việc các thành viên của Wagner được giao nhiệm vụ bảo vệ các mỏ vàng M-Invest ở Sudan. Vào năm 2017, al-Bashir và Putin đã gặp nhau tại khu nghỉ mát Sochi ở Black Sea để đánh dấu một giai đoạn mới của sự hợp tác. Ở đó, al-Bashir đã hứa với Putin rằng Sudan có thể phục vụ Nga với tư cách là chìa khóa của châu Phi và đổi lại nhận được sự giúp đỡ về quân sự, điều cuối cùng đã thất bại trong việc ngăn chặn việc ông bị lật đổ vào tháng 4 năm 2019. Ngay cả khi đất nước đang đấu tranh để trở lại một số trật tự hiến pháp, những người lính đánh thuê Wagner vẫn ở trong nước và thậm chí có thể tăng cường ảnh hưởng của họ đối với quân đội Sudan. Chính phủ quân sự muốn duy trì quyền kiểm soát Sudan bằng mọi giá và dường như đang nhận được sự giúp đỡ tích cực từ quân đội Wagner của Nga. Đổi lại, Điện Kremlin sẽ được trao quyền đối với các mỏ vàng béo bở hơn nữa. Theo các báo cáo phương tiện truyền thông khác nhau, các nhà quan sát nói rằng Nga chủ yếu quan tâm đến việc đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá của Sudan, bao gồm mangan và silicon cùng với vàng. Nga cũng đặc biệt quan tâm đến các mỏ uranium, nhờ đó mà cơn đói năng lượng của châu Phi cũng sẽ được xoa dịu. Radomir, người làm việc tại sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, GTOC, coi tập đoàn Wagner chủ yếu là một công cụ quân sự của Điện Kremlin, nhằm tăng cường ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Nga ở châu Phi. Sudan chỉ là một trong nhiều quốc gia nơi họ đang được sử dụng. Cùng với các đồng nghiệp của mình tại GITOC, gần đây anh ấy đã xuất bản một báo cáo về Wagner ở châu Phi. Chúng tôi lập luận trong báo cáo rằng nhóm lính đánh thuê Wagner, nhóm quân sự tư nhân Wagner, là tác nhân Nga có ảnh hưởng nhất đang hoạt động ở châu Phi ngày nay và rằng các hoạt động của nhóm này, cũng như mạng lưới các công ty bình phong hỗ trợ nhóm này, là một ảnh hưởng xấu đối với lục địa, anh ấy nói. Nga tìm kiếm ảnh hưởng lớn hơn ở châu Phi và tập đoàn Wagner có thể sẽ là một phần của điều này, như các chuyến thăm cấp nhà nước của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, hợp tác quân sự và các thỏa thuận vũ khí, và trong một số trường hợp thậm chí là giao thực phẩm và phân bón miễn phí. Nhờ tất cả những điều này, Moscow có khả năng giành được 15 phiếu trắng từ các nước châu Phi trong nghị quyết gần đây nhất của Liên Hợp Quốc chống lại cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Eritrea và Mali thậm chí còn đứng về phía Nga rõ ràng hơn bằng cách bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Tập đoàn Wagner, bề ngoài được đặt tên theo nhà soạn nhạc người Đức Richard Wagner, được thành lập vào năm 2014 bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin. Trung thành với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông và tập đoàn kể từ đó đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong khu vực tư nhân vì lợi ích của Nga. Chỉ gần đây, Prigozhin lần đầu tiên công khai tuyên bố rằng anh ta cũng đứng sau cơ quan nghiên cứu Internet, một nhà máy châu chuyên thâm nhập vào mạng xã hội, đặc biệt là ở phương Tây, với thông tin sai lệch vì lợi ích của Nga. Nghiên cứu của GITOC đã phát hiện ra rằng tập đoàn Wagner cũng đã tham gia vào các chiến dịch gây ảnh hưởng đến người dân châu Phi. Điện Kremlin sử dụng Wagner như một công cụ ngoại giao ở châu Phi, một đại diện của tập thể nghiên cứu Orion Wagner, chuyên giám sát các hoạt động của Wagner trên toàn thế giới, nói với DW. DW biết danh tính của người đại diện, nhưng anh ta sử dụng bút danh Gabriel vì lý do bảo mật.
các công ty quân sự tư nhân bị cấm ở Nga, nhưng ở một mức độ nhất định, họ được phép hoạt động bên ngoài nước Nga, Gabriel nói và giải thích rằng lính đánh thuê trên mặt đất thuộc về các công ty con, có sự chấp thuận từ Điện Kremlin, mỗi khi thương hiệu Wagner phát triển các hoạt động của mình ở châu Phi. Nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra rằng thương hiệu Wagner đang hoạt động trong các lĩnh vực vượt xa lĩnh vực an ninh. Vào tháng 7, Orion Wagner đã hợp tác với 11 cơ quan truyền thông châu Âu để khám phá cách nhóm này đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ gỗ nhiệt đới quý từ Cộng hòa Trung Phi. Theo báo cáo, chính phủ ở Banui đã cấp cho một công ty con quyền khai thác gỗ không hạn chế trên 187.000 hecta. Trường hợp của mỏ vàng Endesima cũng ở Cộng hòa Trung Phi cũng tương tự. Các báo cáo nói rằng một nhượng bộ đã được rút lại từ một công ty khai thác của Canada để ủng hộ một công ty từ Madagascar xuất hiện trong báo cáo Gitok với tư cách là công ty con của Wagner. Nghiên cứu của tạp chí báo cáo châu Phi lần theo dấu Wagner bị cáo buộc đã nhập khẩu thiết bị khai thác hạng nặng thông qua cảng biển Douala của Cameroon. Có tới 3 đoàn xe tải được tổ chức hàng tuần từ Bangui đến Douala để vận chuyển nguyên liệu thô dưới sự bảo vệ của các thành viên Wagner với vũ khí hạng nặng. Gabriel cho biết, đối với các chính phủ châu Phi thiếu tiền mặt, việc trả tiền cho các dịch vụ của Wagner với quyền khai thác hoặc tiếp cận thị trường có thể khá hấp dẫn. Bạn không cần phải rút tiền từ tài khoản của mình. Bạn chỉ cần nói, ở đây, trong 25, 50 hoặc 100 năm, bạn có thể khai thác mỏ này mà không gặp vấn đề gì. Theo dõi tiền, tập đoàn Wagner dường như đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình tại Cộng hòa Trung Phi. Joseph Bendonga, người đứng đầu đảng đối lập NDIC ở đó, cho biết chẳng hạn như cố gắng buộc công ty đường SUCAF của Pháp rời khỏi thị trường. Một ví dụ khác, họ đang trong quá trình đổ tội cho nhà máy bia Castel của Pháp để hỗ trợ và tài trợ cho các lực lượng khủng bố, ông nói với DW. Trong tất cả các lĩnh vực mang lại tiền, bao gồm hải quan và thuế, người Nga là bậc thầy. Công ty công nghiệp đầu tiên, nơi sản xuất bia và rượu mạnh ở Banui và, theo báo cáo của Vitok, dường như được đăng ký cho một doanh nhân người Nga có quan hệ với Wagner có thể hưởng lợi từ việc này. Nga không phủ nhận mối liên hệ với công ty công nghiệp thứ nhất. Người phát ngôn của Đại sứ quán Nga tại Banui nói với DW, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp vì đồ uống được làm theo công thức của Nga rất phổ biến ở Cộng hòa Trung Phi, đồng thời cho biết thêm rằng việc phổ biến văn hóa Nga và kinh doanh với người dân Trung Phi là ưu tiên hàng đầu. Một nhà đầu tư tư nhân có thể làm những gì anh ta muốn, người phát ngôn nói, xét cho cùng, đây là quy luật của thị trường tự do. Các hoạt động vẫn tiếp diễn bất chấp cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các hoạt động kinh tế của mạng lưới Wagner ở châu Phi dường như đang gia tăng mạnh mẽ, bất chấp thực tế là lính đánh thuê của họ hiện cũng đang công khai chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nhà phân tích Radomir của Vitok cho biết, trong một số trường hợp, một số lượng lớn các nhà thầu quân sự tư nhân của Wagner đã được rút đi để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng những người khác vẫn ở lại. Các hoạt động vẫn tiếp tục, chắc chắn là ở mức độ thu nhỏ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến ở Ukraine dẫn đến việc các nhà thầu quân sự tư nhân của Wagner rút khỏi châu Phi. Ngược lại, ngay trước ngày kỷ niệm bắt đầu chiến tranh vào ngày 24 tháng 2, tạp chí Phố Uôn trích dẫn các nguồn tin tình báo Hoa Kỳ đưa tin rằng nhóm Wagner đang làm việc với quân nổi dậy địa phương để lên kế hoạch đảo chính ở Chad. Radomir nói, mối lo ngại là Wagner sẽ tiếp tục di căn và phát triển trong bối cảnh châu Phi, trừ khi có các biện pháp can thiệp để ngăn chặn những ảnh hưởng đó, và cũng như trừ khi các đối tác và quốc gia châu Âu làm việc tốt hơn với các đối tác châu Phi của họ. Theo Deutsche Welle, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.